trong đó đó. Ờ, bên đó đây mới được không? Bây giờ cái này mới. Còn cái nhánh đó qua đó, bên đó là trống trống không đó. Nhưng mà mình dọc bên đây. Tùng anh đang hướng dẫn đồng nghiệp của anh cưa cái cây này các bạn. Ngoài chót thì nó không gãy. Không gãy. Ngoài chót chót thì nó phụ. Dạ, không quá. À, thôi em xin phép em về nha. Bữa nào đi có gì cái tổng nghiệp ảnh leo lên cửa cây nha các bạn. Rồi ấy qua nhá qua giùm cái. Qua đó. Rồi, luôn 28 luôn. Ừ, luôn hai lúa rồi. Rồi, hai lúa. Anh xanh hai lúa già. Lên nè. Ờ, cái bông gì? Nó quá lứa rồi. Đập hai tay vô nhà ống đi. Cốc này nó có cày 10 cốc tận 500 trên nhà. Qua rồi hôi phân xe gì đó. Qua đưa các bạn con đó. Tùng mệt rồi các bạn ơi. Qua phải quay cho em biết có không biết. Ai? Đó đây, chỗ đây, chỗ đây. Tùng chỉ đạo cho đồng nghiệp của anh cưa cây nhau vậy. Oh.
bác con về thiên phủ quay đưa con về đây rồi phủ về luôn. Là cái lai cái gian cái gì hả? Nhìn các bạn. Thôi, hít cái lưng nè, hít cái lưng nè. Không, chỉ đạo đồng nghiệp của anh làm nè bạn. Cho nó hạ xuống đâu anh Tụng? Xong rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.